Theo tờ báo Bulgari Military, Ukraine được cho là không có khởi đầu thuận lợi trong 4 đến 5 ngày đầu tiên sau khi phát động cuộc phản công chống lại Nga, khi tất cả các cuộc tấn công của họ đều thất bại, khiến họ hứng tổn thất thảm khốc. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố video cho thấy hàng loạt xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe bọc thép Bradley của Mỹ mà họ đã phá hủy hoặc tóm được từ các lực lượng Ukraine trong vài ngày qua. Cụ thể, video được công bố hôm 13 tháng 6 cho thấy một binh sĩ nga phấn khích đi vòng quanh số khí tài hạng nặng của Ukraine bị phá hủy, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Binh sĩ nga còn cho biết một số xe bọc thép động cơ vẫn đang chạy. Binh sĩ trong đoạn video hào hứng nói: "Số vũ khí này không đáng sợ như người ta nghĩ." Theo Bộ Quốc phòng nga, các trận chiến chỉ diễn ra trong thời gian ngắn tổ lái của các phương tiện thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã trốn thoát khỏi các thiết bị trong quá trình chiến đấu. Tờ Bulgari Military bình luận, những nỗ lực từng đợt của các đơn vị Ukraine nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của mặt trận phía nam Donetsk và Zaporizhia trong 4-5 ngày đầu phản công đã kết thúc trong thất bại khi tất cả đều bị lực lượng vũ trang Nga đẩy lùi. Trong video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, ngoài các phương tiện bọc thép của phương Tây, nhiều thiết bị quân sự của Ukraine cũng đã bị phá hủy. Theo dữ liệu từ Oryx, trong web tình báo nguồn mở Hà Lan cho đến nay, Ukraine đã mất 16 Bradley cùng 4 chiếc Leopard 2 trong cuộc phản công. Leopard 2 được đánh giá là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất thế giới, được thiết kế và phát triển bởi tập đoàn Kraus Maffei của Đức từ đầu những năm 1970. Xe tăng trang bị vũ khí chính là pháo nòng trơn L-55 120mm, có thể bắn đạn tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và đạn HE. Ngoài ra, nó cũng được tích hợp súng máy 7,62mm, và súng phóng lựu 40mm. Leopard 2 được mệnh danh là một vũ khí hạng nặng đáng gờm có thể thay đổi cục diện chiến trường Ukraine. Trong trận chiến đấu này, xe tăng Leopard 2A6 của Đức và xe tăng bộ binh M2A2 Bradley của Mỹ lần đầu tiên cùng bị tiêu diệt, lập kỷ lục lịch sử. Cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Remento của Đức đã tụt mạnh sau khi xe tăng Leopard 2, biểu tượng của họ bị tiêu diệt hàng loạt ở Ukraine mà chưa kịp bắn viên đạn nào. Nguồn tin trực tuyến Redoka của Nga đưa tin, việc quân đội Nga phá hủy hàng loạt vũ khí hạng nặng của phương Tây ở Ukraine đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh cổ phiếu của các công ty sản xuất vũ khí hàng đầu châu Âu. Những chiếc xe tăng Leopard và hệ thống phòng không Aristi của Đức, xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ đã không thể chịu nổi nhiệt trong cuộc xung đột với Nga. Nguồn tin Redoka cho biết thêm, chiến trường Ukraine từng được phương Tây hy vọng trở thành nơi thử nghiệm công nghệ thần kỳ của NATO và là một bảng quảng cáo cho những người muốn mua vũ khí có thương hiệu. Tuy nhiên, kết quả thực chiến của vũ khí phương Tây ở Ukraine đã chứng minh ngược lại. Đoạn phim đoàn xe tăng Leopard đã khiến cổ phiếu của nhà sản xuất loại xe tăng này là Ramento AG giảm 8,56%. Nhà sản xuất xe chiến đấu bộ binh Bradley là B-System đã mất gần 4%. Sau khi hệ thống phòng không Aristi bị UAV Lancet của Nga phá hủy, giá trị cổ phần của công ty sản xuất hệ thống phòng không này là Leonardo Spa đã giảm gần 6,5%. Nhà máy xe tăng Uran và Gonzavod sẽ khôi phục và sớm đưa những chiếc Leopard 2 ra bãi tập tiến hành thử nghiệm với những chiếc xe tăng Nga. Việc trao đổi những thiết bị quân sự bị phá hủy như vậy đã diễn ra từ đầu cuộc xung đột. Từ những hệ thống tên lửa HIMARS chưa nổ cho đến tên lửa Javelin, xe bọc thép chở quân M113 đã được các kỹ sư Nga tích cực nghiên cứu. Đồng thời, phương Tây cũng khám phá những chiếc xe tăng T-90M Prorip, trực thăng tấn công K-52, một số mẫu máy bay chiến đấu Sukhoi bị bắn rơi. Các chuyên gia quân sự cho rằng, theo logic thì những chiếc xe tăng Leopard đầu tiên của Đức đang chờ đợi hành trình dài tới nhà máy Uran và Cũng có thể chúng sẽ được chuyển đến một nhà máy sửa chữa xe tăng gần mặt trận hoặc Moscow. Ở đó chúng sẽ được tháo rời và được nghiên cứu kỹ từng bộ phận. Nga đã đem về nhiều hơn một chiếc xe tăng Leopard vì ít nhất đã có hai mẫu Leopard 2A4 và Leopard 2A6 bị phá hủy ở Ukraine. Các chuyên gia phân tích của tờ Bulgaria Military cho rằng. Điều mà các kỹ sư Nga rất quan tâm, bắt nguồn từ sự khác biệt cơ bản giữa T-90M, xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại của Nga và Leopard 2A4 của Đức, đó là lớp giáp và hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng. Trên chiến trường, cả T-90M và Leopard 2A4 đều bị bắn cháy, tức là dù giáp của Leopard 2A4 được đánh giá tốt hơn của xe tăng Nga, nhưng nó cũng không phải là bất tử. Bên cạnh đó, thứ được các chuyên gia Nga chú ý chính là vật liệu composite tạo nên áo giáp của xe tăng. Điều thứ hai gây ấn tượng với người Nga là hệ thống điều khiển hỏa lực. Bởi vì Leopard là loại xe tăng bắn chính xác nhất trong số các xe tăng được sản xuất ở phương Tây. Nó còn được đánh giá cao hơn cả Challenger 2 của Anh. Ngoài ra, máy đo khoảng cách laser, hình ảnh nhiệt và hệ thống điều khiển hỏa lực được vi tính hóa trong phiên bản 2A4 sẽ khiến các kỹ sư Nga thích thú. T-90M cũng hoạt động với hệ thống điều khiển hỏa lực như vậy, nhưng vẫn có những điểm khác biệt và có mặt cần phải học hỏi từ xe tăng Đức. Nếu phiên bản 2A4 là phiên bản phổ biến nhất của xe tăng Leopard trên thế giới thì 2A6 thường được sản xuất theo đơn đặt hàng của từng khách hàng. Các kỹ sư Nga có thể sẽ tập trung nghiên cứu hệ thống thông tin bổ sung trong xe tăng. Hệ thống này giúp cung cấp thông tin liên lạc giữa chỉ huy và các bộ phận từ trung đội, đại đội hoặc tiểu đoàn. Đây sẽ là nội dung quan trọng đối với các kỹ sư Nga vì việc truyền dữ liệu là chìa khóa cho tình báo quân sự trong thời chiến. Các chuyên gia Nga cũng sẽ xem xét khả năng chống mìn tiên tiến và những cải tiến bên trong để cải thiện khả năng sống sót của phi hành đoàn của xe tăng 2A6. Khả năng này được cho là cải tiến so với 2A4. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không phải tất cả 2A6 đều được bảo vệ như vậy, vì chúng còn phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Một trong những vấn đề về xe tăng Nga gặp phải là tạo ra nhiều nhiệt hơn so với xe tăng Đức trong khoang khi thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là vào mùa hè, nhiệt độ trong xe tăng của Nga cao hơn nhiều so với xe tăng của phương Tây. Một số ý kiến cho rằng do hệ thống điều hòa không khí tốt hơn, Bên cạnh đó, các kỹ sư Nga cũng sẽ nghiên cứu rất chi tiết về chuyển động tháp pháo trên xe tăng 2A6 của Đức. Được biết tháp pháo của 2A6 tạo ra rất ít năng lượng và nhiệt trong quá trình hoạt động. Điều này là do chuyển động tháp pháo trên 2A6 là điện, trong khi các phiên bản khác là thủy lực. Các xạ thủ Nga cũng sẽ quan tâm đến đạn pháo được các xe tăng Đức sử dụng. Liệu có còn sót lại quả đạn nào trong số những chiếc xe tăng bị phá hủy hay không thì vẫn chưa rõ, nhưng một khả năng như vậy không nên bị loại trừ và đây là điều mà các chuyên gia Nga mong muốn. Một trong những loại đạn được sử dụng phổ biến nhất là đạn phá hủy loại bỏ ổn định bằng vây xuyên giáp DM53 APFSDS. Loại đạn này có khả năng xuyên thủng những lớp giáp rất dày ở cự ly xa. Nó cũng được trang bị một bộ phận theo dõi, giúp dễ dàng quan sát quỹ đạo của viên đạn và điều chỉnh hỏa lực nếu cần. Một loại đạn khác được sử dụng bởi Leopard 2 là đạn chống tăng DM12 hit. Loại đạn này được thiết kế để xuyên giáp bằng cách sử dụng điện tích định hình tạo ra một tia kim loại nóng chảy tốc độ cao khi va chạm. Loại đạn này đặc biệt hiệu quả khi tấn công những xe tăng được trang bị giáp phản ứng nổ, điều mà đạn APFSDS không thể làm được. Leopard 2 cũng sử dụng đạn phân mảnh HE Frag DM11, được thiết kế để phát nổ khi va chạm và tạo ra bán kính vụ nổ lớn. Loại đạn này đặc biệt hiệu quả khi chống lại bộ binh và các mục tiêu mềm khác. Rất có thể các xe tăng Leopard bị bắt giữ sẽ được khôi phục tại các nhà máy Uralvagon Zavod và sẽ được đưa ra bãi tập của Bộ Quốc phòng Nga cùng với các xe tăng T-90M để tiến hành thử nghiệm. Điều này được xem là mối lo ngại cho quân đội Ukraine trong thời gian tới, bởi những yếu điểm của xe tăng Leopard sẽ được binh lính Nga khai thác. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên bấm nút like và subscribe ủng hộ cho kênh youtube tạp chí Việt Times của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.